Công an làm việc với cô gái về từ Hàn Quốc khoe thoát cách ly. Cô gái trẻ từ Hàn Quốc trở về Cần Thơ, sau đó lên Facebook hướng dẫn cách khai báo với cơ quan y tế để không bị cách ly. Cô gái này đã bị ngành chức năng mời làm việc. Ngày 27 tháng 2, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tiến hành mời làm việc đối với B.T.Q, 24 tuổi, ngụ tại Kiều Thủy, Hải Phòng. Quy trước đó sống ở tỉnh Zeon La Do, Hàn Quốc, làm nhân viên nhà hàng. Tại buổi làm việc, Quy khai nhận đã cùng người bạn tên Hát, cũng ở tỉnh Zeon La Do, Hàn Quốc, nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cần Thơ vào sáng ngày 25 tháng 2, sau đó cả hai đến nhà Hát ở phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ, nơi Quy và Hát. Sinh sống tại Hàn Quốc là vùng không có dịch COVID-19. Q và H đã thực hiện kiểm tra y tế 4 lần từ khi xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc đến nay, do sức khỏe bình thường nên không bị cách ly. B. C. Quy Thừa nhận là chủ tài khoản Facebook Nhật Ly và đã đăng dòng trạng thái trên Facebook cá nhân với nội dung, đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ an toàn, không bị cách ly và hướng dẫn cách khai báo với cơ quan y tế để không bị cách ly. Thông tin quy đăng tải đã gây hoang mang lo lắng và phản ứng rất lớn từ dư luận xã hội dư luận cho rằng Quy quá vô trách nhiệm với sức khỏe chung của cộng đồng. Quy khai nhận mục đích đăng nội dung này là để thông báo cho những người bạn Việt Nam đang ở Hàn Quốc nơi không có dịch COVID. 19 yên tâm về nước chứ không nhằm mục đích xấu, khi nhận được nhiều bình luận chỉ trích từ cộng đồng mạng, Quy đã viết lại dòng trạng thái đính chính, qua làm việc, Quy thừa nhận hành vi sai phạm của mình, gỡ bỏ bài viết và viết cam kết không tái phạm, Hoàng Tùng.